Em chào các bác nha, chào mừng các bác xem kênh điện tử Bùi Minh. Máy đại bàng trắng 98.000W đấy. Em test trả hàng cho bác khách ở Tân Kỳ, Nghệ An nhé. Máy của bác thì em ra cố mạch dày dặn cho bác rồi nhé. Đánh mạch là đảm bảo cho bác luôn. Đấy thì quay video chi tiết về sản phẩm này, bởi vì em quay máy lớn, máy thả cáp nhiều rồi. Đấy em quay tiện cho bác khách ở Tân Kỳ, Nghệ An thì em quay cho các bác là mẫu máy 98.000W đấy, đại bàng trắng, để các bác tham khảo được mẫu máy mà giá chỉ hơn 1 triệu thôi mà đánh chuyên thuyền cực kỳ ngon nhé. Đấy thì các bác có thể tham khảo mẫu máy này, đấy bán chạy của nhà em ạ. Đấy, đi rất là nhiều. Đấy, máy là 12 phét lớn này. Đấy, biến áp E50 này, cảm E42 này. Đấy. Băm là 3 tụ băm là tổng 6 mi nhá, 3 tụ lọc nguồn. Đấy. Cấu hình thì là của đại bàng trắng, băm pick 3 chế độ này, pick 3 chế độ này. Đấy thì em test máy cho các bác cùng xem nhá. Đấy, máy thì có 4 phét 75 NF75 để chống ngược nhá, làm mát bằng 2 quạt. Đấy, rác đấu cỏ ở phía sau ạ. Đấy, quạt rất là khỏe nhá, làm mát rất là nhanh. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Đấy thì có thể tham khảo cái dòng đại bàng trắng này, thì có mẫu 98.000W là 12 phét lớn. Đấy, mẫu 218.000W là 16 phét lớn, mẫu 418.000W là 20 phét lớn nhé. Đấy thì các bác có thể tham khảo. Đấy, và cả mẫu 318.000W là mẫu 24 phét nhỏ. Đấy thì giá máy của đại bàng trắng thì cứ quanh quanh tầm khoảng hơn 1 triệu cho đến 2 triệu. Đấy thì các bác tham khảo nhé. Đấy, máy cực kỳ ngon, đánh 3 chế độ. Đấy thì đây là chế độ là tùy chỉnh này, các bác chỉnh cả tần số, tần số bên này ạ. Đấy, và băm sung. Đấy, chế độ số 0 thì đánh tổng hợp này. Đấy, các bác nghe tiếng băm nhé. Đấy. Đấy, cá trắng này, da trơn này, da trơn cho băm chậm hơn, ăn ít điện hơn này. Đấy, đánh nước nông này, là đánh lì này, tầm nước thì cứ tầm mét, 1 mét đến 2 mét rưỡi đổ về nhé, là đánh nước nông, các bác đánh chế độ lì. Đấy, chế độ tổng hợp này, đấy, con này phù hợp cho các bác là tầm nước là 3 mét đổ lại nhé, đánh vợt, chuyên vợt. Đấy, hoặc là các bác có thể là mang đi bộ được nhé, thì bởi vì máy này là nó rất là nhỏ gọn. Đấy, công suất khỏe nhưng mà cái hộp máy thì nhổ con nhỏ gọn. Đấy thì các bác có thể là đeo bộ được. Đấy, đeo bộ thì bình từ 45A nhé. Đấy, 45A, 60A thì các bác đánh thoải mái là đeo bộ. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Em sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể nhé. Em cảm ơn các bác.